Khánh Huyền xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thành phố chuyển động với chủ đề nhân vật khách mời. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian này, có lẽ chúng ta có dịp để lắng nghe rất nhiều những ca khúc viết về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hôm nay, Khánh Huyền xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đàm đạo về đề tài này qua cuộc trò chuyện với một người nghệ sĩ, một giọng opera kinh điển mà giọng hát của anh đã từng thổi hồn vào rất nhiều những ca khúc hào hùng, ca ngợi quê hương đất nước. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, Phó Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Tạ Minh Tâm ạ. Xin chào Khánh Quyền và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thành phố hôm nay. Thưa anh, có lẽ nhắc đến tên anh thì Huyền nhớ ngay đến bài hát Đất nước chọn niềm vui. Và còn về phía cảm xúc của anh thì sao? Với Thành phố Hồ Chí Minh thì hình ảnh nào là hình ảnh hiện lên trong anh khi nói về thành phố ạ? Tạ Minh Tâm cũng như một số bạn ở miền Tây Nam Bộ, ở những tỉnh thành xa thành phố, thế cho nên nghĩ đến Sài Gòn là nghĩ đến một cái điều gì là lớn lao lắm. Ai cũng muốn trở thành người công dân của thành phố để đóng góp cái sức công sức của mình. Vâng. Từ cái cảm giác đầu tiên là cảm thấy xa vời. Vâng. Khi chúng ta tiếp cận thì chúng ta lại cảm thấy gần gũi và thậm chí lại còn thương yêu gấp bội lần, đúng không anh? Giống như Huyền thì Huyền thấy là cái cảm xúc của Huyền với thành phố này đặt nhiều vào trong một cái bài hát, đó là bài Thành phố mùa xuân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà có cái ca từ rất là đẹp. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều bài hát rất hay về Sài Gòn. Và bài hát Thành phố mùa xuân là một trong những bài hát đó. Kể cả những cái hình ảnh mà nó gây cho người ta trong thực tế nó hơi khó chịu một chút, đó là cái cảnh mà những con đường ngập nước, mưa xuống rồi nước lên rồi ngập nước, những cái ngày đó rất là khó chịu. Nhưng mà trong mắt nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì phố bỗng thành dòng sông uốn quanh, rất lãng mạn. Thành ra chỉ có những người rất là yêu thành phố đặt hết cái tình yêu của mình với thành phố, cho nên là nhìn cái gì cũng trở thành thơ, thành nhạc, trở thành cái hình ảnh xúc động và rất là đẹp trong mọi người. Đấy là cái cảm xúc của Huyền về thành phố. Còn với anh thì có cái ca khúc nào về thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta mà nó là cái ấn tượng đối với anh nhiều nhất ạ? Thì đối với Tạ Minh Tâm và cùng một số người cùng tâm trạng như mình, khi mà lớn lên trong cái hoàn cảnh là đất nước vừa được thống nhất, thì những giai điệu về Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh nó vang lên quá là hào hùng, quá là mạnh mẽ. Và nó để lại cái dấu ấn không bao giờ phai trong lòng của những con người thời đại, giống như Tạ Minh Tâm. Đó là, dĩ nhiên đó là bài Đất nước trọn niềm vui. Khi mà đất nước vừa được giải phóng, thành phố Sài Gòn rực rỡ cờ hoa, thì cái giai điệu đó nó để lại trong lòng mọi người một cái ấn tượng không thể quên. Và đến nỗi đối với Tạ Minh Tâm thì Tạ Minh Tâm đã tập hát bài hát đó ngay từ cái thời mới giải phóng, để rồi là trên suốt con đường phát triển nghệ thuật của mình nó được nâng dần lên cái cảm xúc đó với những cái kỹ thuật biểu diễn qua bề dày của nghề nghiệp, để mà đến bây giờ được mọi người đón nhận như một cái niềm hạnh phúc rất là lớn của Tạ Minh Tâm. Bên cạnh đó thì là Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cái bài hát. Cứ cất lên là thấy rộn ràng, đúng không anh? Rộn ràng cái hình ảnh ngày thành phố được giải phóng, ngày vui của cả đất nước. Và rồi sau đó thì là hình ảnh lãng mạn sau chiến tranh xuất hiện, với hình ảnh của đường Sài Gòn. Nhưng mà thời bây giờ thì sau chiến tranh thì thành phố bắt đầu bước vào cuộc sống mới thì nhiều điều nó còn ngổn ngang. Ví dụ như là những cái vòm me nó cứ đan nhau, không được cắt tỉa, nó đan nhau trên đường, nó trải thành một cái cổng dài suốt những con đường thành phố. Và đến cái mùa lá rụng, mùa mưa thì gió nó thổi, những lá me vàng nó bay như là mưa. Cái con đường có lá me bay ra đời thời đó. Thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp cùng nhà thơ Lê Thị Kim đã phối hợp để cho ra một cái bài hát rất là lãng mạn về thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ. Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về con đường đưa bước chân đi, êm êm Đà Lạt lòng nghe bồi hồi. Rồi thì thành phố bước sang cái nhịp sống mới, nhịp sống lao động,
của tuổi trẻ để xây dựng tái thiết thành phố đó. Ừ. Thì có những bài hát như Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, cũng rất là ra vâng, rồi Xa nào. Thành phố yêu dấu, vân vân, rất là nhiều bài hát về thành phố. Anh đã từng hát rất là nhiều những ca khúc của nhiều thể loại và của nhiều nhạc sĩ nữa. Vậy thì theo anh thế nào là một ca khúc hay ạ? Trước hết thì đã gọi là nhạc thì nhạc phải hay. Nhạc hay thì có nghĩa là giai điệu phải cái đẹp. Giai điệu phải đẹp. Giai điệu phải đẹp, phải tạo được một cái ấn tượng đặc biệt cho người nghe. Dựa trên những cái tiêu chí của nghệ thuật âm nhạc đó là giai điệu, rồi nền hòa thanh. Và nhất là lĩnh vực thanh nhạc, bài hát thì cái yếu tố nghệ thuật ngôn ngữ như là văn học nó cũng góp một cái vai trò rất là đặc biệt để tạo thành một ca khúc hay. Nếu mà lời hát nó quá bình thường, nó thiếu chiều sâu, nó thiếu hình tượng đẹp, nó thiếu cảm xúc, thì dù cho giai điệu có đẹp cách mấy đi nữa thì cái giá trị nó cũng giảm hẳn. Nhưng còn lại thì đó là cái cảm xúc của từng người khi nghe bài hát. Bởi vì là đúng rồi, đúng. Mỗi người nhìn bài hát theo cái cảm xúc của theo mình, cảm xúc riêng của mình. Giống như là trong tình yêu vậy đó. Thì cái người mình yêu mới là người đẹp. Và Huyền thấy như anh chia sẻ từ đầu là có rất nhiều những nhạc sĩ đã sáng tác những ca khúc về thành phố, đúng không? Trong số các nhạc sĩ đã sáng tác về thành phố thì nhạc sĩ nào đã đánh thức cái cảm xúc trong anh về thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất ạ? Nhạc sĩ Hoàng Hiệp là một lão bối thì viết về thành phố Hồ Chí Minh với những cảm xúc rất là chiều sâu, với cảm xúc của những con người đã đi qua chiến tranh và lãng mạn vô cùng. Với con đường có lá me bay, rồi thành phố tôi yêu. Vâng, đó. Thì nhạc sĩ Xuân Hồng, nhạc sĩ Trần Long Ẩn với ca khúc Đêm thành phố đầy sao. Tôi yêu thành phố của tôi, yêu từ khi mới ra đời. Có góc phố, ngôi trường, có bên nước, con đường, nắng sớm mưa chiều, gợi nhớ trong tôi bao điều. Thành phố tôi yêu cho tôi trái tim tự hào, thành phố tôi yêu cho tôi ước mơ dạt dào. Bao năm bận kiếm người, trăm năm cuộc bề dâu. Đúng là mỗi một nhạc sĩ phác họa nên một cái bức tranh về thành phố thân yêu của chúng ta dưới một cái góc nhìn khác nhau. Và Huyền tin là tất cả các ca khúc đó thì tạo nên một cái cuộc sống, một cái hơi thở của thành phố. Đấy là những cái ca khúc của các bậc tiền bối đã đi trước. Còn lại anh thấy thế nào về các sáng tác của các nhạc sĩ trẻ hiện nay về thành phố của chúng ta? Sau cái đợt những cái đợt vận động sáng tác về thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố và do cả đài truyền hình HTV tổ chức, nhất là Sài Gòn Tình Ca, thì từ năm 2005 tới giờ thì có hàng trăm bài hát mới về Sài Gòn ra đời. Trong đó có nhiều bài hát rất hay, ví dụ như bài hát Sài Gòn ơi mãi nhớ của Nguyễn Ngọc Thiện là một bài hát mà anh thấy giai điệu rất là đẹp. Bên cạnh đó thì là Sài Gòn cô tiên năm 2000 rồi của các bạn trẻ. Thật ra nếu mà kể ra thì là kể không hết đâu. Thì rõ ràng có càng nhiều ca khúc về thành phố thì chúng ta chịu khó chắt lọc một chút thì sẽ tìm được nhiều ca khúc hay hơn. Có nhiều người cho rằng sáng tác về thành phố Hồ Chí Minh rất là khó. Ý kiến của anh như thế nào ạ? Dĩ nhiên là khó, rất khó nữa là khác. Bởi vì thành phố chúng ta là một thành phố lớn, rất năng động, rất là phong phú. Mà muốn miêu tả, muốn khắc họa một sự vĩ đại thì không phải đơn giản. Thì đòi hỏi cái góc nhìn của một cái người nghệ sĩ nó phải rất là phong phú. Phải có một cái bản lĩnh, phải có một cái trình độ chuyên môn kết hợp với một sự trải nghiệm. Sài Gòn đường đông người ghê, nhộn nhịp người đi và xe, lòng vòng bàn chân mãi mê thấy nhẹ nhàng tâm. Sài Gòn, nhắm mắt tôi yêu Sài Gòn, muốn giang tay ôm Sài Gòn, ôm vào
thay mặt khán giả cảm ơn anh rất là nhiều vì những cái ý kiến rất là chân tình mà anh đã chia sẻ về nền âm nhạc và đặc biệt là về những ca khúc viết về thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ Huyền thấy nếu như để khắc họa cái bức tranh này cho nó thêm đẹp hơn thì phải nhờ đến giọng hát của anh nữa. Một cái bài hát mà ngay từ những năm đầu sau giải phóng với cái khung cảnh là Sài Gòn thanh bình dưới những con đường Sài Gòn dưới những cái vòng lá me bay. Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Con đường đưa bước chân đi, êm êm Đà Lạt lòng nghe bồi hồi. Em đi bình yên bên anh, xanh đôi chung thủy như hồi chiến tranh, như khi rừng xanh bên nhau, đàn bom gắn bó ta thành tình yêu. Hôm nay thì một lần nữa có lẽ Khánh Huyền phải cảm ơn anh là anh đã dành thời gian, mặc dù Huyền biết anh đang rất là bận, để đến đây chia sẻ với khán giả của chương trình Thành phố hôm nay rất là nhiều điều quý giá về thành phố, về âm nhạc, hát về thành phố. Cảm ơn Khánh Huyền, cảm ơn khán giả của chương trình rất nhiều.